na giận chồng mà nghỉ nấu cơm lội vô cái cửa hàng tiện lợi xài tiền cũng chơi bữa mạnh miệng nói cay cái hàng tiện lợi 3 tháng chi rồi vậy đó bởi ta nói trên đời đừng bao giờ nên tin mấy đứa thề thốt hứa hẹn gì hết ráo nhớ hồi xưa mạnh miệng dữ lắm tôi hứa với lòng mà tôi không bao giờ lấy chồng sớm ít nhất là cũng phải 28 tuổi rồi sao 28 mươi tám bảy hả giờ là lạnh này lúc nào cũng vô trạng thái thèm mì cay sợi mì nó dai bóng lưỡng mà béo ngậy vậy à. xúc xích hình chữ u lần đầu tiên mới ăn luôn á cắn vô nhai dòn dòn sực sực đã đít thêm miếng mì nữa xém xíu quên tên ông chồng mình luôn xúc xích cay rồi mì cũng cay nữa đổ ly sữa ra mới thấy nay làm gì hường dữ vậy trời người ta khai món chín rồi chén miệng tôi chơi hệ sang kẻ đang ăn mà cay quá mình dừng lại mình ăn bánh ăn bánh mà mắc nhẹn thì mình uống sữa xong xuôi chụp cái xúc xích ăn tiếp cứ giải vậy phát huy tới khi hết đồ ăn là được chồng tôi chuẩn bị tuyên bố nuôi tôi hết nổi rồi hồi xưa tôi nhớ có cái công cần người nuôi hứa sẽ ngoan còn giờ sao cần người nuôi hứa ăn ít hả cái đó ai à, không phải tôi nha